À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai A Di Đà Phật. À, hôm nay ngày 21 tháng 10, những đức sẽ học tập một câu ai Phật niệm đến cùng lại quý vị. Thấy rằng hai cái đề mình học nó rất là hay. Ví dụ như giờ này những đức thấy đa phần những người chuyên tu nhiều, nên chúng ta sẽ học giờ này một câu ai Phật niệm đến cùng. Và buổi chiều 2 giờ 10 khi lễ Phật xong, chúng ta học tập quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quốc. Giữ hai cái đề học này. Đây cũng là một cái mô hình của mình mà gọi là tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Duy trì. Những đức cũng đã từng nói cả đời mình sẽ học tập hai cái đề tài này để giữ cái tín nguyện niệm Phật cả đời. Vì biết rằng là cái pháp môn niệm Phật này, tất cả những bậc cao nhân tiền bối đi trước, các ngài dùng hết cái tâm huyết của các ngài để mà đem cái pháp môn tịnh độ này hoằng truyền. Vì thờ mạt pháp thì pháp môn niệm Phật này mới có thể giúp được cho chúng sanh hết khổ. Cũng như ngài Hạ Liên Cư, ngài hồi tập bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng vì tán thán thế giới Cực Lạc. Ngài Hoàng Niệm Tổ thì chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng để mở rộng thế giới Cực Lạc cho nhiều người biết. Và tới đời Đại Lão ở Thượng Tịnh Không giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều lần, cũng vì mục tiêu là để khuyên người niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nên từ nơi đó mà mỗi một hành giả niệm Phật của chúng ta mà gặp được pháp môn niệm Phật, đây là một cái đại sự nhân duyên thù thắng. Vì pháp này là pháp khó tin, mà chúng ta nghe mà tin mà chịu tu, mà có phương pháp tu mà chịu hành trì, đây là cái rất quan trọng quý vị, cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình có được thời khóa tu mà đang phát triển cái đạo tràng trên không trung, mà tại gia đình quý vị có thể dụng công tu được, đây là một cái việc rất tiện lợi. Quý vị nhớ rằng những đức đã từng nói câu nói rằng là đi chỗ này chỗ kia để mình có một nhân duyên gặp được pháp môn niệm Phật, nhưng để thành tựu con đường giảng sanh chỉ có ngay gia đình của mình siêng niệm Phật. Tại vì ở ngay gia đình thì mình ở nhiều quá, hiểu không? Ở ngay gia đình thì ở nhiều quá, còn mình đi đến nơi chùa chiền này kia thì mình phải tu rồi, nhưng mà về nhà mình không tu thì bị gián đoạn. Nên tại gia đình mà tu thường xuyên là đặc biệt tuyệt vời. Đây là một cái đại sự nhân duyên mà để mà nó phát duyên cho mình. Vì pháp môn tịnh độ này là cái pháp tu mà Đức Phật nói rằng nếu không đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên thì không tin pháp này. Vì thì tất cả những người mà nghe tịnh độ mà tin mà chịu niệm Phật mà gầy dựng tín nguyện kiên cố thì 100% là nhân duyên người này dày vậy lắm. Rất dày. Vì tụng trong kinh Vô Lượng Thọ, nhóm A Xà Vương Tử khi nghe Đức Thích Ca Mâu Ni nói về thế giới Cực Lạc, vì biết nghe một cái thôi thì trong lòng họ phát tâm rằng tương lai họ muốn làm Phật giống hình Phật A Di Đà. Đức Thích Ca Mâu Ni tán thán rằng là những người này mà vừa nghe mà phát tâm như vậy là vô lượng kiếp họ đã cúng dường rất nhiều chư Phật, cúng dường nhiều chư Phật lắm, nên đời này nghe về thế giới Cực Lạc mới phát tâm như vậy, tương lai họ sẽ thành Phật Y Rang Phật A Di Đà. Còn bây giờ chúng ta nghe pháp môn tịnh độ, chúng ta niệm Phật, chúng ta quỳ trước Phật, chúng ta phát nguyện rằng là đời này của con, nhất định đời này của con phải niệm Phật và đời này của con phải về thế giới Cực Lạc. Đời này, chứ không nói tương lai không biết chừng nào, đời này là quyết định. Con có muốn trôi lăn trong lục đạo luân hồi nữa, và quyết định đời này phải về thế giới Cực Lạc, thiện nhất tâm. Quyết tâm về thế giới Cực Lạc mới được. Nhớ kỹ nghe. Phải nhất tâm niệm Phật, gầy dựng tín nguyện để về thế giới Cực Lạc mới được. Cái này là cái cực kỳ quan trọng, quan trọng lắm luôn á. Nên quý vị biết rằng là tổ sư như Đại sư Liên Trì, Ngẫu Ích Đại sư, cái ngài Ngẫu Ích Đại sư, ngài tu thiền đạt đến đại ngộ, vậy mà khi gặp một chặng bệnh ngài không giải quyết được vấn đề sanh tử. Ngài đọc sách của Đại sư Liên Trì, lúc đó ngài niệm Phật thì ngài nói rằng lúc đó một vạn con trâu kéo ngài cũng không nổi ngài.
Có nghĩa là Ngài đã hiểu rồi. Những cái pháp khác để mà liễu sanh thoát tử thì cực kỳ khó. Chỉ pháp môn tịnh độ này mới có thể thành tựu đường giải thoát dễ hơn. Nên tín nguyện của Ngài gầy dựng rất là kiên cố. Nên các Ngài nói rằng người niệm Phật muốn giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Nên tín nguyện là chỗ để giải quyết vấn đề giải thoát một đời này. Nên người niệm Phật phải tín nguyện cực kỳ kiên định, tin Phật, tin nhân, tin nhân tin quả, tin Đức Phật A Di Đà, tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nên Ngài triệt ngộ thiền sư, Ngài đã triệt ngộ rồi mà Ngài nói một bài kệ để dạy mình. Thật gì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Tín nguyện tiếp tục cũng là tín nguyện, dùng tín nguyện để trì danh hiệu Phật. Nhớ kỹ nghe quý vị, tổ sư điều dạy là gầy dựng tín nguyện. Nên chúng ta dù gặp sự trở ngại hoàn cảnh nào cũng quyết tâm niệm Phật, trong hoàn cảnh nào cũng niệm Phật. Bây giờ có phương pháp tu gì, gia đình chỉ cần sắp xếp một chút thời gian thôi là lễ Phật đường thờ. Chúng ta cùng học tập một câu hay Phật niệm đến cùng giờ này. Buổi chiều thì 2:10 quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Hai buổi kia thì chúng ta cứ học chung chung. Từ nơi đó mà mỗi ngày gầy dựng được như vậy, quý vị coi thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà phô diệt, nước chảy thuyết pháp, gió thổi thuyết pháp, chim hót thuyết pháp, Đức Phật A Di Đà Ngài cũng thuyết pháp luôn. Chúng ta đang ở cõi ta bà này mà mỗi ngày được nhắc nhở 3-4 lần như vậy, đây cũng là đại sự nhân duyên thù thắng rồi đó. Nếu mà được nhắc nhở như vậy hoài mà không niệm Phật nữa thì thôi vừa, đúng không? Quá nhiệt tình rồi còn gì quý vị. Ai đâu mà ngày nào cũng nói chuyện với quý vị nghe, ai đâu mà xuyên giữ quý vị, có ai đâu ngày nào mà cũng nói hoài như vậy, có rồi đó. Thấy không? Từ nơi đó phải hết sức là trân quý, siêng năng niệm Phật. Chúng ta trả ơn cho nhau chỉ có ngay là phải niệm Phật, đời này về thế giới cực lạc. Nhớ kỹ quý vị, cái này quan trọng lắm nè. Đó. Nên những đức nói rằng á, mỗi một người chúng ta là hành giả niệm Phật, báo ơn cho Tam Bảo, báo ơn cho bậc thầy dạy mình niệm Phật, thì chúng ta là mỗi hành giả phải phổ biến pháp môn tịnh độ. Khi đủ duyên gặp một người cũng dạy người ta, nếu người ta không tiếp nhận cũng được gieo duyên, mở rộng cái phạm vi pháp môn tịnh độ, mở rộng ra để cho nhiều chúng sanh biết pháp môn tịnh độ, nhất là đạo tràng hiện không chung này. Những đức nhìn thấy cái đạo tràng hiện không chung này là một cái đạo tràng cực kỳ thù thắng, có thể bị duy trì được cả đời tu mà không bị dao động luôn, không bị trở ngại. Vì sao? Vì tại nhà mình, tại nhà mình nên mình là người quyết định quý vị. Nên từ nó đã gầy dựng tín nguyện ngay gia đình mình niệm Phật, mình đi đến một nơi nào đó người ta có thể thay đổi, nhưng tại gia đình mình tu là quen rồi, mình đã có phương pháp tu quen rồi. Quý vị đi làm gì thì nghĩ rằng tới giờ mình nghỉ ngơi, mình vẫn tại nhà mình có thời khóa tu luôn. Tết nhất con cháu nó đi chơi, tết nhất gì, còn mình ở nhà mình niệm Phật lễ Phật. Người già vô cùng vui vẻ khi được cái pháp tu, và tu xong có người nói chuyện cho nghe, cởi mở tâm tư, sướng quá còn gì nữa. Quá đặc biệt rồi còn gì nữa quý vị. Nên từ nơi đó mà pháp môn tịnh độ này là pháp đại tu thắng. Nhưng mà muốn hoàn chỉnh pháp môn tịnh độ và tu tịnh độ cả đời không thối tâm là phải gây dựng tín nguyện cực kỳ mạnh, phải tin nhân tin quả thì ít khổ đau, tin Phật A Di Đà thì được bình an. Nhớ kỹ nghe quý vị, tin nhân tin quả thì không khổ đau, vì tin nhân tin quả, không trách người, không hờn người, không hận người, mà mang ơn báo ơn người chứ không hận ai hết, thì tức khắc nghiệp chướng tiêu trừ. Mà nghiệp chướng đã tiêu trừ rồi thì tín nguyện trì danh chứ sao, thì tin Phật A Di Đà tiếp dẫn mình. Nên từ nơi đó quý vị phải nhớ, tin Đức Phật A Di Đà, niệm Phật, tin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình. Nên cả đời này một câu em Phật niệm đến cùng, cả đời này một câu Phật hiệu niệm, niệm đến cùng, đến hơi thở cuối cùng là niệm một câu A Di Đà Phật, Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về cực lạc. Về cực lạc rồi mới giải quyết tất cả vấn đề được nha quý vị. Bây giờ tất cả người thân bằng quyến thuộc của mình, của cải vật chất danh tiếng lẫy lừng, chúng ta hãy tạm dừng lại đi, giống như tạm gác lại để đó, để phải về thế giới cực lạc. Không phải đá đổ, nhưng mà mình tạm dừng bớt lại nó đi, để dành thời gian niệm Phật, để quyết chí đời này phải về cực lạc. Không về cực lạc không được. Quý vị coi một hơi thở, thở ra không hít vào, có cầm cái gì theo được đâu. Nên chiếc máy niệm Phật đeo cổ này quan trọng lắm nè, rất quan trọng.
Và hồi hồi đó bị về chùa thì những đức phổ biến chiếc máy này thì bị tiện bề. Bây giờ cũng một số người người ta đang phổ biến chiếc máy này. Và vì họ có mấy chỗ người ta xin tấm hình cư sĩ như đức mới chụp và người ta làm chiếc máy này đang làm, thấy không? Đó. Rồi xong đèn bông sen rất quan trọng để bàn thờ. Nhớ nghe quý vị. Và như đức nói với họ là làm thì làm cho nó đàng hoàng. Tại Phật tử người ta mình làm cái gì? Mình phải giữ uy tín. Máy móc phải làm cho đàng hoàng. Nó để phổ biến ra. Nó nên từ nơi đó mà qua cái buổi chia sẻ này nè. Khi cái đoạn cuối cùng như đức để mấy cái số điện thoại một số chỗ đặt máy đó, quý vị cứ điện cho người ta. Tại vì có nhiều người quý vị bây giờ cái máy hư không có chiếc máy đeo niệm Phật. Cái đèn bông sen sắp sửa lễ viếng Đức Phật A Di Đà nè. Bây giờ đặt đèn bông sen để chi phải không? Lễ viếng Đức Phật A Di Đà đây mỗi người chúng ta có đèn bông sen. Tại gia đình mình là cái pháp hội lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Đó. Rồi đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật. Cái máy niệm Phật này không đơn giản đâu. Tự độ và độ tha đi đâu cũng được nhắc nhở. Có cái anh đó mà anh chạy chiếc xe xe xe, xe, xe lưu xe mà lưu đắc á. Chạy thì sao không biết nó thắng hay sao lộn mèo. Mà nhờ anh đeo chiếc máy niệm Phật á ngay cổ. Vì biết rằng là người ta tưởng nó chết queo. Vậy mà chiếc máy niệm Phật thì nó vẫn niệm. Cuối cùng gì mà nằm trong cái chỗ đó niệm Phật. Cuối cùng người ta moi ra, người ta kéo lên, cuối cùng không có sao. Kinh khủng không? Chiếc máy niệm Phật này không đơn giản quý vị. Tại vì nó nhắc nhở mình. Lợi cho mình là nghe được mình niệm. Mà lợi cho chúng sanh vô hình, người ta được nghe, được tiếp nhận câu Phật hiệu. Nó giống những đứa kể câu chuyện mà đứa bé nhỏ nhỏ đó, bà nó cho chiếc máy niệm Phật đeo đó. Vì mà đi đến một cái khúc vắng á, vậy đó mà người ta nó nghe cái tiếng của người âm á, nói rằng xô nó đi, xô nó đi. Vậy mà có một người tiếp tục nói rằng đừng có xô bé này, nó đeo máy niệm Phật. Nói bà vì nhớ những đứa kể câu chuyện mà cái cô này có buồn quá chuẩn bị tự tử. Chứ gì mà cũng nghe cái tiếng niệm Phật quý vị. Cái nghe cái tiếng niệm Phật tự nhiên nghe tiếng niệm Phật văng vẳng bên tai. Và có người nói rằng đừng có đi tự tử khổ lắm. Ghê không? Cái nhân viên người ta đặc biệt như tự nhiên cũng tỉnh lại. Cũng không tự tử nữa. Vài ngày sau có người cho cổ chiếc máy niệm Phật. Thì bật lên tự nhiên có nghe cái tiếng của mình niệm. Vì thấy có những nhân viên nó rất là lạ quý vị à. Ta kể mình nghe những câu chuyện mà mình nghe nó giống như phim truyện cổ tích. Không có đơn giản. Nhưng mà sự thật nó là như vậy, không đơn giản đâu. Nên từ nơi đó mà mình tặng cho người ta chiếc máy niệm Phật. Hoặc là trong những số điện thoại này có những người còn máy nghe pháp. Người ta làm máy nghe pháp luôn. Vì biết rằng là mạng internet bây giờ phát triển. Nhưng mà có nhiều người già thật sự người ta không biết lên mạng đâu quý vị à. Quý vị biết rằng là cái room này có nhiều người người ta không biết cài luôn á. Người ta không vô được luôn. Người phải biết xài điện thoại lắm mới vô được cái room này. Bởi con cháu phải cài giùm. Nhiều người già người ta nhà đâu có cài được đâu. Nên quý vị tặng người ta một chiếc máy nghe pháp cho người ta nghe. Mà những cái buổi giảng như nó, lúc trước nó vui dữ lắm. Với người già bà nghe bà vui vô cùng. Nó nên mình điện thoại mình đặt những chiếc máy nghe pháp mình tặng những người già chòm sớm đâu này kia. Còn máy niệm Phật thì phổ biến rộng, đèn bông sen thì bây giờ phải chuẩn bị để lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Nên những đó những đức để những đó số điện thoại phía sau á. Phía sau những cái bài giảng này nè cho quý vị, vì điện thoại cho anh ta. Sau này có những chỗ mà đồ chay đồ này kia đồ. Những đức cũng giới thiệu cho. Ai muốn ăn chay nó tiện bề. Thấy không? Muốn ăn chay điện thoại người ta gỡ đồ chay đồ. Đồ chay này đồ chay kia chứ quý vị. Tiện bề ăn chay. Bây giờ cuộc sống bây giờ nó thấy nó cũng tiện bề tu, tiện bề ăn uống quý vị ơi. Điện thoại có người đem đến bởi vì thuận tiện quá có khi quý vị không muốn về cực lạc. Phải nhớ nghe, nó thuận tiện vậy rồi mà cực lạc nó còn thuận tiện hơn nữa. Thế giới cực lạc rồi quý vị, có muốn ăn có ăn, muốn ăn có ăn, muốn bạn có bạn, thần thông tự tại. Muốn đi cúng dường mười phương chư Phật chỉ có một ý niệm là đi mười phương chư Phật cúng dường. Nghe mà mắc mê luôn. Cái quan trọng của thế giới cực lạc là gì? Thọ mạng vô lượng. Mình ở đây có hưởng gì đi chăng nữa nó cũng hữu lượng. Là mai nay mai nó chết rồi nhưng mà về cực lạc là tuổi thọ vô lượng. Nên tuổi thọ vô lượng nên mình đi cúng dường mười phương chư Phật, mình đi độ sanh, độ thân bằng huyết thuộc mình tiện lợi. Mình không bị thối chuyển nữa quý vị, tại sao không về cực lạc? Thấy không? Không về cực lạc mà không lẽ mình muốn đi xuống cực khổ. Nên nó có mấy vị mà ở Tây Ninh cúng dường những đức một khoảng đất rồi tự người ta xây đạo tràng luôn. Mình thấy mình tu dở quá thôi mình về Tây Ninh để nó gần Tây Phương.
Từ nơi đó mà thứ tư tuần sau thì đi xuống với Tây Ninh một chuyến đó. Đi xuống đó coi cái chỗ đó thử coi nó phù hợp hay không. À được, mình chỉ cho anh ta ở cái xây đi, rồi trồng cây cho đàng hoàng, chừng nào xong hết trơn là tôi xuống. Thấy chưa? Hiểu không? Phát triển cái đạo tràng gia cư sĩ người ta tu đó, biết biết đâu mình ra ngoài nó rồi phát triển đạo tràng cư sĩ rình rang khắp nơi nơi thì sao. Bây giờ là vì thấy rõ ràng rồi đó, từng nhà là đạo tràng tịnh độ cư sĩ, thấy chưa? Mà tiện bề cho mấy cô quá chèn luôn mà, thấy không? Quá tiện bề cho mấy cô luôn, tu xong rồi nấu cơm đồ tại nhà trẻ, mà tu giết cái kiểu này mà dễ thương đẹp lên. Tại vì sao? Mặt vui, tu giết rồi niệm Phật, giết rồi đâu có buồn giận ai đâu, giết mặt đẹp chứ làm sao. Giết rồi nó nguôi ngoai tất cả những cái buồn kia, chán nản trong cuộc đời, những cái mà cho mình thiệt thòi nhờ cái công đức niệm Phật mà nó giải tỏa hết. Không có thiệt thòi, mình thiếu nợ thì mình trả chứ than van làm gì, không có thiệt thòi. Chồng đi sớm về muộn, hồi xưa còn buồn, bây giờ ông đi đâu đi kệ nhà niệm Phật với những đức, đúng không? Đâu có gì đâu cô đơn. Nó nên mình có câu A Di Đà Phật không có cô đơn quý vị ơi. Nên quý vị nhớ nghe, một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm. Mà có vật hiệu là viên thuốc thần diệu, viên thuốc này quá giải buồn, quá giải khổ, quá giải khổ vô lượng kiếp để về thế giới cực lạc luôn. Dùng viên thuốc này đi, không có tác dụng phụ đâu, càng dùng càng thích. Nó cứ đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ siêng niệm Phật, quét nhà cũng A Di Đà Phật, cứ giặt đồ cũng A Di Đà Phật. Có nhiều người ta nói gì kỳ, chỉ quét nhà giặt đồ thiếu cung kính, họ không có hiểu. Thì biết rằng đó, cái tâm mình phải cắm vào câu Phật hiệu á, thì công việc gì cái tâm mình cũng hoan hỷ chứ. Nên câu Phật hiệu tôi nói là ăn tổ, nói là đi đứng nằm ngồi nói năng hành động, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện nơi nào cũng niệm Phật được, trừ những nơi nhà vệ sinh đồ này kia niệm nho nhỏ. Nếu nơi đó có ruồi muỗi kiến gián thì cũng niệm ra tiếng để cho mấy con ruồi con muỗi con kiến con gián nó được nghe có Phật hiệu. Nên Phật pháp là gì? Là phát tâm, tâm là chủ chốt chính nhất để mà gia nhập vào Phật pháp. Nếu mà cái gì cũng bị câu thúc văn tự, sợ hãi lo âu thì làm sao mà mở rộng được tịnh độ quý vị, hiểu không? Nên quý vị biết tu môn tịnh độ này tâm lượng mới mở rộng ra, tâm lượng càng mở rộng thì niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Còn tâm lượng mà hẹp hòi niệm Phật không vô, cái gì cũng trách, cái gì cũng hờn, cái gì cũng không được thì làm sao tịnh độ hoàn toàn rộng được. Chúng sanh ta dễ tạo nghiệp quá, mà bây giờ tạo nghiệp một chút là không được niệm Phật, không được giáng sanh, vì họ nghĩ niệm Phật luôn rồi. Nó, quý vị biết rằng 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà mà, dù tạo tội ngũ nghịch trọng tội như vua A Xà Thế đó, vậy mà quay đầu niệm Phật còn giảng sanh phẩm gì thượng phẩm chúng sanh. Ý nó là quay đầu niệm Phật, nghe là sửa đổi lỗi lầm quay đầu niệm Phật, nhớ câu này á, chứ không phải nói là kêu vị đi tạo nghiệp Phật hay là rước đâu. Mà mình đã lỡ tạo nghiệp trước, mình làm sai rồi, bây giờ mình sửa đổi lỗi lầm quay đầu niệm Phật cầu sanh cực lạc, hay là quay đầu là bờ, ai cũng có cơ hội được giải thoát. Quý vị nhớ câu Phật hiệu này, niệm Phật là giải thoát hiện đời, là cái tâm an lạc hàng ngày này. 100% mới bị an lạc mới vô đây tu, chứ không an lạc vô đây tu làm chi. Giống như mẹ con của Liên Diệu Kiên Giang rồi tu cười hú hí tối ngày đấy chứ. Tu ra rồi khỏi nấu cơm, nấu người gói mì ăn cũng xong, tu bún gì cũng xong, còn ngơ ăn chay quá khỏe. Nó bây giờ cả nhà mấy người này những đức nó cho tu hết, tu xong rồi đi đi lỡ cái quán cơm chay 15.000 nó, mà bán rẻ lắm nghe quý vị. 6 người mà mua có 4 tô bún về chia ra 6 tô vậy đó vị, mà ăn đủ luôn á, no đó nghe. Ăn ít ngủ ít tu nhiều, công nhận tuyệt vời thiệt. Cái này mà không giảng sanh nữa thôi chắc chắn tại nhà mà siêng tu là giảng sanh hết, chúng ta sẽ gặp nhau thế giới cực lạc hết. Nó gặp nhau thế giới cực lạc tôi hạnh phúc mừng cỡ nào quý vị, ô mừng dữ lắm quý vị, ô quý vị. Ừ, phải về cực lạc thôi. Vừa suy nghĩ cái chuyện mà phải là rước mình về cực lạc tôi là mừng dữ lắm, mình vui dữ lắm, mà trong lòng mình buồn giận gì buông xuống hết, không có buồn giận ai chứ á. Nó mà đang niệm Phật mà ông chồng phía sau ông cúi rồi cái cốc mình A Di Đà Phật giống như là gõ mõ vậy quý vị. Có cái bà đó mới nói công nhận luôn, niệm Phật hay thiệt. Con đang niệm Phật gì ông chồng phía sau nè, ông làm cái tay gì ông làm này. Niệm Phật à?
niệm 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 cái bà a di đà phật a di đà phật ngộ ghê vậy nó câu chuyện đến câu đồ phật hay đến ghê vậy ổng không chơi ghê thì chết đúng lòng thử thách bà này để làm phật nha nó, thử thách bà làm phật mà ổng đi làm gì ở tới bà này gọi đi phật cái điều đi chung quý vị đi chung a di đà phật ổng làm nhiều téo vậy ổng nhiều téo lấy tay rồi a di đà phật a di đà phật a di đà phật trên gõ lên gõ a di đà phật a di đà phật gõ liền bả cái nhịp cái niệm phật bình thường luôn chút ông mỏi tay nghỉ luôn thì ghê chưa nó lấy cái đầu mới làm cái mỏ vậy ông gõ a di đà phật chứ làm bả niệm phật bình thường luôn bả nó công nhận câu Phật hiệu hay thiệt thầy chứ ngày xưa mà làm cái đó con sân si con chữ là chết mồ luôn mà bữa nay mà chọn thử thách con ghê thầy của thầy con đang niệm phật cái điều đi chung nhanh của thầy vậy mà ông ở trên ông a di đà phật a di đà phật gõ liên gõ liền chứ chịu nổi không nó nên kinh khủng gì đấy vị ơi ừ nó nên câu Phật hiệu hay lắm niệm với nó dễ tính khoan dung tha thứ hết trơn vì công nhận niệm Phật với dễ tính mà với tự nhiên ai gặp mình nó cũng thương tại mình dễ tính nên cái từ trường của mình nó dày ai gặp mình là từ trường thiện của mình nó phát ra tự nhiên người ta nghe cái người ta cảm giác liền quý vị cái từ trường của mình nó phát ra cái là người ta ấm lòng à thật sự quý vị có lâu lâu có dịp nào bị gặp như đức thì bị ngồi gần như đức thôi khỏi cần nói tiếng gì chứ vì thấy mát vậy đó từ trường á người nó thiện nó vui á nó hạnh phúc lắm vị ơi rồi nó không cần phải suy nghĩ cái chuyện hơn thua đấu đá với ai không cần thủ đoạn hết chứ chấp nhận thiệt thòi vui vẻ trả nợ à không có thấy mình thiệt thòi vì sao vì mình vừa cực lạc nó bữa nay là câu ai Phật niệm đến cùng á chia sẻ lại tập 1 này nào quý vị chắc chắn là quý vị cũng nhớ nhớ cái bài chia sẻ câu Phật niệm đến cùng phải không cái bài này cả đời mình phải cố gắng học tập nó như nên cái máy niệm Phật nhà Đức phổ biến ha không phía sau có số điện thoại nhiều ban đưa ra máy này là người ta nghe quý vị có điện hỏi kỹ đàng hoàng đèn bông sen đồ kia chuẩn bị đi sắp sửa lễ viết Đức Phật A Di Đà 3 ngày mình tổ chức đó 15, 16, 17 ngay chủ nhật thứ hai thứ ba ba ngày đó, chủ nhật là 15 tháng 11 âm lịch nha nó 16 là thứ hai 17 là ngày 9 là thứ ba tại gia đình luôn tổ chức lễ viết Đức Phật A Di Đà từng nhóm Quảng Tâm đồ Bình Định đồ gũ về thấy không ừ nó gũ bạn đồng tu niệm Phật về ngay gia đình mình bây giờ là thành một đạo tràng tổ chức lễ viết Đức Phật A Di Đà luôn đèn bông sen lấp lánh chứ nhìn lên cái màn hình rực rỡ lấp lánh đây là đạo tràng thù thắng đạo tràng thù thắng nha quý vị đạo tràng trên không chung thù thắng mà tu trên không chung này đặc biệt lắm quý vị biết không cái tần số niệm Phật mà nó lượn bay trên trời thì quý vị biết rằng tất cả chúng sanh vô hình mà người ta được cái tần số mà ai với đạo Phật là lượn trên trời là hóa giải kiếp nạn nhân sinh dữ lắm phải đơn giản đâu nó nên phải siêng năng niệm Phật quý vị ơi quyết chí đời này về cực lạc quý vị ơi chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe A Di Đà Phật A Di Đà Phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị A Di Đà Phật A Di Đà Phật chúc quý vị an lạc A Di Đà Phật